Thưa quý vị, Giáng sinh đã ở rất gần rồi. Trong khoảng thời gian này, các khu chợ Giáng sinh truyền thống thường được tổ chức để người dân châu Âu tới thưởng thức hương vị của nhiều món ăn truyền thống và tận hưởng không khí ấm cúng của mùa lễ hội. Cùng hòa chung với Giáng sinh năm nay, hội chợ Giáng sinh do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam đã lần đầu tiên được tổ chức tại Đại sứ quán Séc, mang đến không khí và sắc màu Giáng sinh đậm chất châu Âu ngay tại thủ đô Hà Nội. Bảy gian hàng đến từ 9 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU. Rất nhiều các món ăn, thức uống truyền thống của châu Âu được giới thiệu. Hội chợ Giáng sinh lần này là sáng kiến của những cựu du học sinh Việt Nam tại châu Âu với mong muốn tạo ra một không gian Giáng sinh rộn ràng tại Hà Nội. Tôi về nước thì đã được 10 năm rồi và chưa thể có lại được cái cảm giác này, và ngày hôm nay sau 10 năm thì ngay tại đây, tại không gian của Đại sứ quán Séc, trong cái sự kiện là chợ Giáng sinh của cựu du học sinh châu Âu thì đã có được cái cảm giác đấy một lần nữa. Các bạn cựu du học sinh châu Âu thì muốn mang lại những cái hương vị, những cái mà cách trang trí rồi thì cái không gian Giáng sinh giống với phiên bản thật nhất có thể. Mình thấy rất là vui và sôi động. Trước đây thì mình cũng có thời gian học tập ở châu Âu nên là được tham gia vào cái hội chợ Giáng sinh này thì cũng giúp mình kiểu nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa khi mà mình còn theo học ở bên châu Âu nữa. Giáng sinh là ngày lễ quan trọng nhất năm tại châu Âu. Với nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, hội chợ lần này đã giúp họ được sống trong không khí lễ hội tại quê nhà. Mọi thứ thật tuyệt vời. Có khoảng 300-400 trẻ em đã đến tham gia lễ hội Giáng sinh ngày hôm nay và các em rất hào hứng hát, chụp ảnh và làm đồ chơi cùng với ông già Noel. Có rất nhiều những gian hàng được trang trí theo phong cách Giáng sinh, cùng với nhạc và đồ ăn Giáng sinh. Điều đó đã tạo nên không khí tuyệt vời ngày hôm nay. Một phần lợi nhuận tại các gian hàng sẽ được dành cho hoạt động thiện nguyện và các hoạt động vì cộng đồng, với mong muốn lan tỏa thông điệp một Giáng sinh ấm áp và an lành. Merry Christmas!